Ghi nhận của phóng viên Tầm nhìn TV tại ruộng đào, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhiều gốc đào từ 1 đến 3 năm đều sơ xác, khô khốc, lá vàng trơ trọi, không khác cảnh củi khô. Gốc đào bị bật gốc dần mục nát, nhiều cây bị ảnh hưởng không ra mầm nụ cũng chết dần, chết mòn. Theo các hộ dân trồng cây đào tại đây, 40 năm nay chưa bao giờ xảy ra tình trạng đào chết ngập, mất trắng cả cánh đồng như vậy. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Đây là năm đầu tiên người dân phải hứng chịu thiệt hại này. Một người dân cho biết do việc thi công dự án Eco Home 3 đã lấp mất con mương thoát nước của cả ruộng đào nên nước không thoát ra được, dẫn đến hiện tượng ngập úng kéo dài và làm cây chết. Nó chặn hết cái hệ thoát nước của dân, cho nên nó mới ách nước, nó không thoát ra được cái mương chính thì nó mới ngập, nó mới chết đào chứ không phải là do thiên nhiên. Theo tìm hiểu, được biết dự án Eco Home 3 do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Chín và công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Capital House làm chủ đầu tư. Capital House hoạt động với phương châm kiến tạo cuộc sống xanh. Các dự án xây dựng của công ty luôn nâng cao vấn đề không gian sống xanh, thiết kế thông minh và gần gũi với thiên nhiên. Thế nhưng theo người dân, việc xây dựng dự án Eco Home 3 lại đang giết chết hàng nghìn cây xanh của người dân tại đây, khiến người dân trồng đào Đông Ngạc năm nay có thể mất Tết. Việc này liệu có đang đi ngược lại với phương châm kiến tạo cuộc sống xanh mà chính Capital House đề ra?